Xin chào các bạn, đã quay trở lại với video tiếp theo của bên trang trí nội thất 3D. Trong video này chúng tôi sẽ quay review cho các bạn thêm một cái sản phẩm. Đấy là xốp dán tường 3D đính kim tuyến dùng để tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách nha các bạn nhé. Như các bạn đã thấy trên màn hình của chúng tôi đang quay thì đây là một bức tường được gia chủ sử dụng xốp dán tường 3D hoa văn đính kim tuyến để tạo điểm nhấn cho không gian phòng ngủ với những cái đính kim tuyến màu vàng trông rất là sang trọng, rất là quý phái, tinh xảo đến từng đường nét luôn nhé các bạn nhé. Và những cái bức tường còn lại thì được gia chủ sử dụng xốp dán tường 3D giả gạch màu trắng để dán che với những cái khuyết điểm mốc cũ kỹ ngày xưa bị ẩm mốc nhé các bạn nhé. Và những cái thiết kế này được bên trang trí nội thất 3D lên market rất là hài hòa, rất là phù hợp cho những cái ngôi nhà như thế này. Và các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 hoặc Zalo 0972 584 331 để được bên trang trí nội thất 3D tư vấn và báo giá ưu đãi cho các bạn nha các bạn nhé. Và các bạn thấy video này hữu ích, hãy đừng quên like, bấm chuông, chia sẻ và đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận những video mới nhất của chúng tôi khi chúng tôi update lên kênh YouTube nhé các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là hài hòa, tạo điểm nhấn không gian phòng khách bằng một bức tường với xốp dán tường 3D giả hoa văn, xốp dán tường 3D hoa văn đính kim tuyến màu vàng. Trông rất là sang trọng, rất là quý phái. Và các bạn hãy sử dụng ngày hôm nay để tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách nhé các bạn nhé. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.